Tại đồn biên phòng Mỹ Thạnh Tây, Bộ đội biên phòng tỉnh Long An đơn vị phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ba xã Mỹ Thạnh Tây, Mỹ Bình và Bình Hòa Hưng của huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tân Phú cho tặng quà và tiền mặt cho 20 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ba xã Mỹ Thạnh Tây, Mỹ Bình và Bình Hòa Hưng của huyện Đức Huệ, góp phần chung tay chăm lo, động viên, mong muốn các gia đình có thêm điều kiện ổn định, vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và Liên đoàn Lao động quận Tân Phú cũng dành tặng phần quà và trao tặng kinh phí hỗ trợ cho cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Mỹ Thạnh Tây. Tổng kinh phí thực hiện trao tặng quà và tiền mặt dịp này là 42 triệu đồng được trích từ quỹ vì người nghèo của quận và quỹ vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc.